2. Đang ở Via Cao Tầng 2, hướng về lại nghi vấn tiên là bước xuống Chinatown tao. Không, chứ là bước xuống ra hướng thẳng về nhà cao nhất. Đang ở tòa nhà cao nhất, ép vòng vòng ở tòa nhà cao nhất luôn. Vòng vòng ở vòng. Đó, đồ nó dậy chứ gấp cúng. Đang ở tòa nhà cao nhất ép mà. Nó tưởng mất lái tòa nhà cao nhất ép nha. Rồi dí bên đó. Ô, thầy bút kem, bút kem, bút kem. Nó vô HQ, dùng vô HQ này. Sao ta dê tầng thẳng 1 này. Vô ta dê, vô ta dê, nhấp nhấp nhấp. Ờ, đụng quá, vô HQ quất luôn này. Tao uống thằng này rồi, phải sống. Thầm chơi, thằng đó có 4 thằng rồi chơi, thằng bị này. Vô. Chết mẹ, 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 chết bên trái kìa, nó bên trái kìa, nó đang lại kìa. Kìa, không sao vậy? Tụi bây giờ vậy? Không vậy? Thì sao không có vậy? Ờ, rồi, nó đụng quá. Nó đang bị mất da đây nữa. Nó thằng này đi nè. Nó bị mất da của mà. Nó là bắn đi kìa mà đi. Ở đâu? Nó là hát quy nào vậy? Phần mới đây, cái phần mới đây. Ok, ok. Lia hết rồi, lia hết rồi. Chỉ đuổi thằng AFK kìa, chỉ đuổi thôi. Thằng AFK, ED anh ơi. Ờ, đó. ED, không biết ED thằng này là bao nhiêu. Lâu không nghe mày á. Chỉ đuổi ED thằng AFK đúng không? Có thằng 544 này, thằng AFK. Này có 3 thằng đang đeo gì không? Thằng mới vừa gắt luôn á, nó gót đó hồi nãy. User joined your channel. Ai có gì ai à, về lấy chị kéo bớt. Ê, đi lục xác này đi về đó. Kéo chiếc bớt về, kéo chiếc bớt về, chị thẳng lên. Chị kéo chạy thẳng lên đi tiêu này. Này lê. Cái gì xe nào? Ủa thằng mắt, thằng mắt là thằng nào đấy? Thằng mắt cầm xuống tên thằng nào đấy? Thằng này thằng nào? Bật bắn đi cam đi. Bao bật bắn đi cam đi. Rồi, đi. Bật nãy giờ mà. Tình thông súng á anh. Đi đụng máy nước tại bên hông mà anh vô anh cũng khang á. Sẽ 4 rồi, sẽ 4 rồi. Không bắt tao không tới xe 4 không? Chơi. Mày có tới không? Tới chậm. Mày tới là... Trời đi đây đi nhanh, để bắt xíu kiểu này mình đi thôi. User joined your channel. Bé, ăn cà rát hoài. Họ nó chán mà không chữ. Chữ mà rát kìa. Đâu rồi, ơi, chết về trụ sở liền đi. Mày hắc quay taxi, hắc quay xe mặt ra mày. Đâu có xe rồi, mày chạy về đi. Anh đi. Đi. Mày có xe đó chạy về lẹ. Giờ chuẩn bị đó. Quái thật. Rồi xe mày tính sao? Xe mày chở tay giá quay mò rồi.